Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với ban giám đốc cũng như là các thầy cô của trường thẩm mỹ Jasmine Beauty School để gửi đến cho quý vị những chi tiết mà cần biết về trường Jasmine. Trước hết bên cạnh Vân Anh là anh Kevin La, anh là giám đốc của trường Jasmine Beauty School, và bên cạnh anh Kevin là một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta trong lĩnh vực văn nghệ cũng như là vị thầy giảng dạy về trường thẩm mỹ trong rất là lâu năm tại San Diego, đó là thầy Trung Nguyễn. Trước hết xin chào anh Kevin và anh Trung. Chào chị Vân. Dạ vâng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì thầy Kevin cũng như là thầy Trung sẽ gửi đến quý vị khán thính giả những cái chi tiết mà trường Jasmine cần tâm sự cũng như là chia sẻ với quý vị. Thì trước hết một lần nữa xin hai anh có thể cho quý vị khán thính giả được biết là trường Jasmine của chúng ta được thành lập với cái lý do như thế nào mà có Jasmine Beauty School đến với San Diego của chúng ta? Cái lý do này là vợ chồng tụi em cũng có ý định mở trường dạy thẩm mỹ lâu rồi. Không những vậy thì trong thời gian trước cũng cỡ 2-3 năm thì hình như là trường học thẩm mỹ đóng cửa. Yeah. Cho nên có rất là nhiều bạn bỡ ngỡ. Họ đi không kiếm cái nghề, nhưng mà có một cái là không có trường gần đây mà dạy tiếng Việt cho họ, cho nên họ đi làm những cái job mà giống như là làm nhà hàng này kia. Yeah. Thì tụi em cũng thấy mình cần làm cái gì để giúp cộng đồng mình thôi. Yeah. Cho nên tụi em mới bắt đầu tạo ra cái trường học để huấn luyện học sinh. Yeah. Để học sinh đi thi có cái bằng ra, có cái nghề. Yeah, đi làm việc. Anh Trung, như vậy thì từ lúc mà có cái ý tưởng cho đến lúc mà trường Jasmine chính thức khai trương thì trong thời gian bao nhiêu lâu vậy anh Kim Bình cũng như anh Trung? Thì nó thì đi chắc cỡ hơn cả năm. Dạ. Em rất là cảm ơn thầy Trung. Dạ. Em gặp thầy Trung là cũng cỡ 2 năm rồi. Oh. Mà cái process mà đăng ký với nhà nước mà xin phép. Yeah. Mở trường là cũng rất là lâu. Rất là lâu. Dạ. Yeah. Cũng có thể nói là nhà trường mở cửa dạy học vào tháng 3 năm nay, nhưng mà tụi em là soạn hồ sơ một năm trước đó. Đúng rồi. Cho nên chắc chắn là với những ngày đầu mở cửa cho đến ngày hôm nay là đã gần một năm rồi, thì chúng ta cũng gặp những khó khăn trong những ngày đầu phải không? Chắc chắn là rất là nhiều khó khăn, mà cái khó khăn đó mình muốn để cho đương sự. Đương sự. Tự hai nhưng mà khó khăn, nhưng mà tại vì chúng ta có sự hợp tác của một vị thầy rất là kinh nghiệm lâu năm tại San Diego. Thành ra tất cả những khó khăn đó rồi phải qua phải không anh? Cái khó khăn ban đầu là mình xin giấy phép. Đúng của rồi. Nhà nước. Thì nhà nước, State Board và Bộ Giáo dục đòi hỏi rất là cao. Đúng rồi. Lúc mà mình nộp đơn rồi vô thì mình nộp nguyên cái package 100+ trang. Yeah. Rồi nhà nước duyệt, nhưng mà mỗi lần nó cần bổ túc hồ sơ thì phải 2-3 tháng bổ túc hồ sơ gửi cho lại cho nhà nước thì cũng rất là lâu. Cho nên cái đó là những cái khó khăn mà ban đầu mà tụi em gặp, nhưng mà có một cái là em rất là may mắn xin lỗi, rất là may mắn gặp những thầy cô đứng kế bên em, ủng hộ em, khuyến khích em, và có bà xã em nào cũng đúng giúp rồi. Em. Yeah, cho nên chúc mừng anh. Yeah. Thì Trung ơi, như vậy thì đến ngày hôm nay chúng ta đã sinh hoạt được gần một năm rồi, thì đã có bao nhiêu đợt ra trường cũng như là đã có bao nhiêu học viên thi đậu? Về tỷ lệ nói chung của tất cả các bộ môn trong trường thì có thể nói là đạt từ 90-95% về đậu. Wow. Về stable. Yeah. Về các khóa hầu như thì hình như là cũng phải 89 khóa. Dạ, nói tới lớp neo thì là cũng 8-9 khóa ra trường. Mà mỗi lần học sinh ra trường thì tụi em cũng làm lễ đàng hoàng. Đúng rồi, rất là vui. Dạ, vâng, em có tới dự một cái buổi lễ ra trường. Dạ, vâng. Rồi để em bổ túc thêm một chút xíu những gì thầy Trung nói là lớp facial. Cái phần trăm mà đậu là 100%. Wow. So far. Thì tụi em rất là hạnh diện. Dạ vâng. Có những học sinh giỏi. Dạ. Như vậy thì trường của chúng ta có bao nhiêu lớp
và có bao nhiêu thầy cô giảng dạy tất cả thưa anh Trung? Trường thì có lớp Cosmo, có barber, có massage, có lớp nail, rồi là estheticians, nói chung là có được hết hết. Ngoài những cái instructor chính cũng có những instructor dạy về night class, thì có thể lớp đêm nữa. Thì có thể tổng cộng chắc là chừng 14 người. Như thế. Khoảng chừng 14 người instructor. Dạ đúng rồi, cỡ đó 14 người. Vâng thưa quý vị, anh thầy Trung ngó sang bên kia nói chuyện, thì thưa quý vị, ngày hôm nay góp mặt trong studio của VNTV chúng ta có hai bóng hồng của trường Jasmine Beauty School nữa. Thưa quý vị, Vân Anh xin được giới thiệu trước hết là cô Tina Thủy Lê. Cô cũng là một trong những người, những khuôn mặt rất là quen thuộc tại San Diego của chúng ta trong lĩnh vực sinh hoạt văn nghệ. Cô là một người ca sĩ có giọng hát rất là ngọt ngào trong rất là nhiều năm vừa qua. Và bên cạnh nữa đó, cô Thủy cũng là một trong những thầy cô giảng dạy về Beauty School rất là lâu năm tại San Diego, và cũng rất là vui là cô cũng đã góp mặt tại trường Jasmine từ những ngày đầu. Và bên cạnh cô Tina Thủy Lê là cô Jenny Hoàng. Cô là người chuyên lo về giấy tờ, tức là những người học viên đến trường phải gặp cô Jenny để có thể qua những cái thủ tục giấy tờ để trở thành người học viên. Trước hết Vân Hành chào chị Tina cũng như là chị Jenny. Chào chị. Thì chị Jenny ơi, khi mà một học sinh đến trường á, nó muốn ghi danh á, thì phải gọi để mà gặp chị Jenny để qua những cái thủ tục phải không chị? Dạ, khi mà đến trường hay là họ gọi đó thì em sẵn sàng giúp họ bất cứ về giấy tờ ghi tên học hoặc là giấy tờ về stable, họ có khó khăn gì thì em có thể giúp được. Giống như là cần nộp đơn đi thi hay là họ đã học qua rồi mà họ muốn đi thi thì em có thể giúp phần stable. Bất cứ học trường nào thì em về phần stable thì em có thể giúp được. Và ghi tên học thì chỉ có cần ID hay là những cái giấy tờ của chính phủ mà cần thì em sẽ nói sau nếu mà họ gọi cho em. Tức là thủ tục thì cũng rất là đơn giản và rất là dễ dàng cho từng trường hợp của mỗi một học viên phải không chị? Dạ đúng rồi chị. Vâng. Nói đến đây thì quý anh chị nào mà cảm thấy thích thú để mà trở thành một trong những người làm đẹp, chuyên viên làm đẹp, thì hãy gọi ngay cho trường Jasmine Beauty School và gặp cô Jenny Hoàng. Cô sẽ hướng dẫn và giúp đỡ cho quý vị một cách rất là tường tận. Thưa chị, như vậy thì bên cạnh cái việc mà giúp cho những thí sinh ghi danh, thì với những cái trường hợp mà thí sinh đi thi và trong cái suốt quá trình thi mà gặp những cái bất chắc xảy ra, thí dụ như là mất giấy tờ trước ngày thi hoặc là quên giấy tờ gì đó, thì chị có thể giúp trong cái vấn đề này được không chị? Dạ được. Thứ nhất á, là nếu mà họ có cái government ID á, mà họ đánh mất rồi đó, thì họ có thể làm được. Còn nếu mà có cái passport Việt Nam á, mà mình đánh mất cái giấy tờ của US government á, thì mình có thể lấy cái passport Việt Nam hay là cái passport của cái nước nào cũng được. Dạ, vâng. Nước Mexico hay nước gì cũng được, nhưng họ có thể đi thi bằng những cái passport đó. Dạ vâng. Và không có cần chính xác là của US government. Dạ vâng. Trường Jasmine của chúng ta có thể giúp cho học viên để mà chuẩn bị cái phần pre-app cũng như là application không thưa chị? Dạ được. Khi mà học sinh học về tóc hay nail hay là facial thì cũng vậy. Nếu mà họ học đến 60%, nếu mà nail thì 60% của giờ thì họ có thể làm đơn pre-app. Mà họ học hết cái giờ của nail thì là app, thì nó cái giá tiền nó khác. Và facial cũng vậy, và tóc cũng vậy. Mà facial với tóc là phải 75% của giờ mới được pre-app. Dạ vâng. Thì phần đó là em có thể giúp hết. Dạ vâng, cảm ơn chị. Trường của chúng ta lo rất là chu đáo cho học viên, phải không chị? Thưa chị Thủy, trường Jasmine của chúng ta thành lập và sinh hoạt được một năm. Thì trong khoảng thời gian mà chị tham gia với trường Jasmine, thì riêng về các thầy cô thì gặp những cái khó khăn gì? Tại vì trường mới mở phải không chị? Mới mở thì chắc chắn là sẽ có khó khăn. Thì những khó khăn của các thầy cô như thế nào? Trước tiên thì mình xin xin chào khán giả của đài VNTV. Mình đã dạy trong cái ngành thẩm mỹ này cũng rất là lâu. Và khi mà mình đến với trường Jasmine thì mình là cái phần mà lo cho giấy tờ, làm gender schedule. Thì cái khó khăn đầu tiên thì phải dịch bài.
tại vì thi bằng tiếng Anh. Và khi mà Kevin mời những thầy cô khác lại làm chung thì trường giống như là một gia đình, đã giúp đỡ những thầy cô mới và cũng đã training cho những thầy cô mới để đạt được cái kết quả cao, để giúp cho học sinh chẳng những lấy tay nghề mà còn đi thi để đậu bằng, để lấy cái bằng nữa. Thì những khó khăn đó thì trong thời gian đầu, nhưng mà vì just mình là một gia đình cho nên những khó khăn đó bây giờ đã rất là, phải nói là trân tru. Và trường just mình bây giờ tất cả thầy cô đều là những người rất là tốt và rất là lo cho học sinh. Cảm ơn cô Thủy rất là nhiều. Vân Anh cũng được biết là ngoài cái việc mà giảng dạy cho các học viên, các thầy cô và đặc biệt là cô Tina cũng giúp rất là nhiều cho các học viên trước khi đi thi, tức là đúng rồi. Ôn bài, phải không chị? Chị có thể nói về vấn đề này. Đúng vậy. Khi mà học sinh bước vào á, thì trước tiên á, thì học sinh học về luyện tay nghề để sau này họ có thể ra ngoài, chẳng những mà họ có bằng mà họ có tay nghề để làm. Thì trong thời gian học á, thì khi mà họ đã pre-app, có nghĩa là họ apply để đi thi, thì họ bắt đầu qua một cái tiến trình để luyện thi. Thì luyện thi vừa lý thuyết và vừa thực hành. Thì trước khi mà họ đi thi thì thầy cô đều có một cái test giống y chang, giống như là họ đi thi ở trên state board. Wow. Để cho make sure là họ làm đúng như vậy, để họ đi thi một lần và họ lấy cái bằng về. Là cái đó là cái goal của trường. Các thầy cô đều là giúp nhau để đạt được. Cảm ơn chị Thủy. Một câu hỏi nữa cho chị Thủy, cũng là một trong những thầy cô của trường. Vân Anh được biết là trường Jasmine là giảng dạy cho các học viên là học đi đôi với hành. Các học viên có cơ hội thực tập trên người thật việc thật rất là nhiều, cho nên ở trường Jasmine thì có nhiều khách working để đến để cho học viên thực tập lắm, phải không chị? Vâng, đúng rồi. Trường Jasmine mình có rất là nhiều khách quát in, và chẳng những là người Á Đông, cũng người Việt Nam mình cũng có, lại cứ như là người Mỹ, khách nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà học sinh làm không xõa luôn. Cho nên cảm ơn chị rất là nhiều. Thường thường khi mà đến với các trường để mà mang cái mái tóc của mình đến cho những học viên mà thử vậy thì ai cũng sợ lắm. Nhưng mà Vân Anh được biết là có rất là nhiều người cho Vân Anh biết là khi mà đến với trường Jasmine để mà cắt tóc hoặc là để làm những cái dịch vụ thì họ nhận được cái công việc với cái quality rất là tốt. Cho nên khi mà thực tập nhưng mà thầy cô cũng đứng bên cạnh chứ không có phải là để cho học sinh làm một mình, phải không chị? Vâng, đúng rồi. Yeah. Trước khi mà thầy cô cho một người học sinh nào ra cắt tóc thì cái người đó là đã được train qua một cái lớp và họ cắt rất là khá. Thì trong lúc cắt, yes, thầy cô đứng một bên để mà giúp học sinh để hoàn thành cái nhiệm vụ dịch vụ đó. Yeah. Cảm ơn chị Thủy. Trở lại với anh Kevin cũng như là thầy Trung. Thưa thầy, như vậy thì trường mình có những cái trường hợp nào để giúp đỡ cho những cái trường hợp học viên mà cần sự giúp đỡ, ví dụ như là gặp khó khăn về tài chính không? Mình xin phép cái phần của thầy Hồng Đức để mình bổ sung thêm cái phần của thầy. Dạ. Sự khó khăn về sách tư. Dạ. Thì sau khi một số trường coi như là không hoạt động nữa, dạ, Santana nó kéo dài xuống San Diego, dạ, thì cái mức khó khăn khi học sinh nó đăng ký vô trường, câu hỏi đầu tiên nó nói đùa, thầy thề với em trường cho em đi thi không? Thì mình nói là các em có việc coi lên cái mạng support, những cái trường đã được công nhận, yeah, cấp giấy phép hành nghề. Yeah. Thì thầy chỉ nói với em một điều rằng ở đây tất cả các thầy cô trong đây đều có tâm dạy đối với các em hết. Các em yên tâm chuyện này. Còn cái vấn đề mà nói cái chuyện mà hứa 100% đó, thì mình cũng phải nói về phong thủy một xíu thôi. Đúng rồi. Không ai dám khẳng định đúng ngày mai như thế nào. Đúng. Nhưng hôm nay mình còn sống là mình cảm thấy cái gì mình còn. Không có 100% hết. Đúng rồi. Cho nên mình chỉ nói là thầy chỉ bảo đảm là các thầy cô trong này có tâm với em để dạy các em thi đậu. Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa anh Trung cũng như là anh Kevin, bên anh đã nghe được rất là nhiều những câu chuyện từ Orange County, từ San Diego và từ nhiều nơi khác nhau. Thí dụ như những người học viên nó đang học thì trường vì một cái lý do gì đó đóng cửa. Thành ra những cái người học viên đó
họ rất là chới với, họ không biết làm gì cả, và cũng như mình nói một câu luôn, tiền mất tật mang, tức là không có được đi thi. Thì những cái người học viên đó trở lại với Jasmine á, thì có được giúp đỡ không anh? Dạ, cái phần này là giao cho cô Jenny. Cô đã giải thích rất là nhiều và cô rất là nhức đầu. Mình đã thấy cũng là coi như là mệt mỏi với vấn đề này, nhưng mà mọi sự đó ngoài chắc là cô Jenny biết nhiều nhất. Trước khi để em giải thích những cái phần đó, thì rất là nhiều học sinh khi mà trường mở cửa đến ghi tên để học thì họ rất là rụt rè, họ không ghi tên tại vì họ đã mất bao nhiêu tiền, thời gian. Thì họ nói cô ơi em không biết có tin trường này không. Thì mình có nói là mấy em cứ ráng chịu khó học. Thì bây giờ có một số học sinh, ít nhất là cũng khoảng 10 tới 15 học sinh rất là lo sợ. Họ chờ tới 2 tháng sau hay 1 tháng sau họ mới ghi tên chị. Thì khi mà họ đến thì họ đã được cái giấy của Stable là nói là họ không được thi. Tại vì họ vẫn tranh chấp với Stable là cái vụ trường trước đó bị đóng cửa, rồi họ vẫn tranh chấp thưa Stable. Thì Stable nó có nói là bây giờ mày không được thi, trừ khi nào mà qua năm tới mày mới được thi. Thì khi đó họ đến văn phòng thì họ có ghi tên học, thì họ cũng liều mạng ghi tên học, học thì nửa chừng. Thì Stable nó cũng gửi giấy, nó nói là mày tới tháng 4 năm tới mày mới thi được. Thì Kevin là cái người đảm trách về cái chủ viết cái thư cho Stable rất là dài mà rất là kêu bằng là dạ đầy đủ. Thì Stable nó trả lời là bây giờ để tôi cứu xét lại thì 24, 48 tiếng sau nó sẽ trả lời. Thì xong khi nó trả lời cho Kevin là những học sinh đó có thể được đi thi, học xong tới hết cái khóa này, thì họ rất là cảm động chị. Dạ. Dạ. Trở lại với thầy Kevin, cái này với những học viên mà gặp trở ngại về tài chính không có đủ tiền để mà đóng tiền học phí, thì trường chúng ta có những cái giúp đỡ gì? Em cho một cái thí dụ ha. Thường ở lớp nail là trả học phí là 2 lần. Mới vô học thì trả phân nửa, từ tháng sau thì trả hết. Nhưng mà có vài học sinh hoàn cảnh ở nhà họ với cái tài chính họ bị kẹt, thì họ vô nail phòng họ có chuyện rất là sự. Thì cũng thông cảm cho em chưa có tiền trả đủ, chưa đủ, thì em cũng ok em cho tới theo lẽ là bữa nay phải trả hết tiền, nhưng mà em cho tới có người em cho 2 tuần, có người em cho thêm 1 tháng nữa. Có một cái là em muốn đăng ký với nhà nước cho cái chương trình financial aid. Hay quá. Dạ, cái đó là cái mục đích chắc chắn của nhà trường. Có cái financial aid là sẽ giúp rất là nhiều bạn ở tất cả bạn ở San Diego County. Mà cái financial aid xin thì rất là khó. Có một cái có may mắn là em được đăng ký sớm với NACAS. Đó là cái bộ phận của nhà nước mà manage được cái financial aid. Thì hiện tại là em sẽ đi hợp với họ và approve cho nhà trường nhận financial aid. Dạ, có financial aid phải không em? Với nỗ lực của ban giám đốc cũng như là các thầy cô tại trường Beauty, từ thẩm mỹ Beauty Jasmine, thì hy vọng rằng một thời gian rất ngắn chúng ta sẽ có chương trình financial aid để giúp cho tất cả các học viên có thể thực hiện được giấc mơ là trở thành một người chuyên viên làm đẹp, để cho chúng ta có một cái cuộc sống ổn định. Khi mà mới thành lập thì cái tiêu chuẩn để mà thu nhận những người giảng viên là như thế nào? Những thầy cô đó hả? Dạ. Thì em phỏng vấn mỗi thầy cô. Dạ. Và mỗi thầy cô phải tạo ra một cái resume. Dạ. Chứng minh là có kinh nghiệm dạy học. Dạ. Bao nhiêu lâu, và không những vậy là có gia có kinh nghiệm ra ngoài. Dạ. Và làm thực hành không. Dạ. Em phỏng vấn rất là kỹ những thầy cô. Và không những vậy, em cho mấy thầy cô một cái bài thí dụ bài nail giống thầy Trung vậy. Em nói thầy Trung là thầy cho em 5 phút, rồi thầy demo một cái cách dạy của thầy cho em coi. Thì
Dĩ nhiên là mấy thầy mấy cô, mấy thầy mấy cô chánh ban đầu đều impress em hết. Họ nắm vững những cái đề tài, những cái kiến thức mà dạy học cho học sinh. Cho nên là lúc mà em mướn tất cả thầy cô chánh thì em rất là tự tin. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thầy Trung có bổ túc gì không? Thì thứ nhất là cái mình hỏi mình là cái nó là interview như vậy thì thứ nhất là hỏi về những cái lesson plan của mình dạy, thứ hai phương pháp giảng dạy mình có hiện đại hóa hay không nên là cũng thí dụ như mình mở sách ra mình đọc cái gì thì bên kia chép đi như vậy thì không thích thì mình muốn như vậy như thế nào thì không nói là nhận nhưng mà không xin lỗi mình đi học để cập nhật hóa cái phương pháp giảng dạy mới để cho cái phù hợp với nó. Cái thứ hai nữa là Hồng hỏi mình cái nguyện vọng mình như vậy thì mình cũng giống như Hồng muốn một số nhà xuất thân, tức là mình muốn mang cái kinh nghiệm truyền đạt tới cho những bạn với cái tâm để họ có một cái nghề như là xứng đáng với một cái nghề của họ sống trên đất Mỹ xa quê hương mà để nuôi gia đình nuôi con và đó là những cái tâm nguyện như vậy thì ngoài những cái hỏi đó ra thì mình thấy là hỏi những cái mục đích chính như vậy rồi bổ sung cái phần là ban đầu luôn với này và vâng thưa quý vị một lần nữa thì xin chúc mừng trường thẩm mỹ Jasmine đã góp mặt ở San Diego chúng ta trong năm vừa qua và xin chúc cho Jasmine càng ngày càng đón nhận thêm nhiều học viên. Quý vị có dịp đi đến với đường University mời quý vị ghé thăm trường thẩm mỹ Jasmine để khi mà quý vị có cái ý định muốn đến để mà trở thành học viên của trường cũng như là chưa có ý định nhưng mà muốn vào xem coi như thế nào thì mời quý vị cứ ghé trường hoặc là quý vị muốn đến để có những cái dịch vụ như là cắt tóc, nhuộm tóc hoặc là làm nail, bất cứ một cái dịch vụ nào mời quý vị cũng có thể đến với trường thẩm mỹ Jasmine tọa lạc ngay trong đường University nơi tập trung đông đảo người Việt của chúng ta. Đến đây thì Vân Anh xin chúc cho trường thẩm mỹ Jasmine có một mùa lễ cuối năm thật là bình an và mời thầy Kevin cũng như thầy Trung có một lời chúc cuối năm đến quý vị. Em muốn chúc khán giả VNTV chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và mọi chuyện đều thành công hết. Với cho em bổ sung chút xíu. Thường thường á, nếu mà học sinh nào mà cho thí dụ ngày mới đi thi mà mất giấy tờ á, thì mấy bạn 3-4 giờ sáng có thể gọi thầy Trung. Thầy Trung là cái người sẽ giúp. Sáng mình có bổ sung thêm xíu nữa là trường sẽ có những cái discount rất là đặc biệt cho cái mùa dịp Tết của người Việt sắp tới. Dạ vâng. Và thưa quý vị, năm nay hội chợ Tết Vina Mesa sẽ có sự góp mặt của gian hàng trường Jasmine với rất là nhiều những tiết mục rất là đặc biệt. Dạ vâng. Và một lần nữa cũng chúc cho cô Thủy cũng như là cô Jenny một mùa lễ thật là bình an. Mình xin chúc cho đài VNTV tất cả mọi người mạnh khỏe và chúc cho quý vị năm cũ đi qua, năm mới tới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc vui vẻ bên người thân yêu và luôn luôn trên môi đều có nụ cười cho cuộc sống của mình nó vui thêm một chút xíu nữa. Xin cảm ơn. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt.